Hello, xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Đã gần một tuần rồi anh em mình mới bắt đầu được chém gió tiếp. Đầu tiên thì mình định làm về Chanewa Terrari Hermes Jewelry, một sản phẩm mới được ra mắt của nhà Hermes. Một mùi hương signature rất là thú vị và chắc chắn rồi, mình sẽ có một cái video riêng về em nó. Sau đó thì mình lại nghĩ rằng hay là làm một cái video một dạng như kiểu anh em tâm sự chém gió. Bởi vì cả năm cả đời rồi, nào là top, nào là review, mãi thì nó cũng nhàm nhưng mà cũng chưa kịp có thời gian để chuẩn bị, cho nên là sau để mấy hôm tới ngồi nhẩn nha suy nghĩ chăng thanh gió mát bắt đầu mới nảy ra cái ý văn thì mới làm được video kiểu dạng này. Và cuối cùng mình cái này mình cũng đã ủ từ lâu rồi, nhưng mà mình quyết định lần này mình sẽ làm một cái video, đó là những cái nốt nguyên liệu mà cá nhân mình cảm thấy rằng nó sẽ rất là dễ gây cho các anh em một cái gì đấy có thể gọi là ngợp, có thể bị khớp khi mà lần đầu tiên tiếp xúc, kiểu giống như kiểu các anh em bắt đầu tìm hiểu mùi hương mà chúng ta muốn nghe cái nốt mùi A này hay cái nốt mùi B này hay cái nốt mùi C này hay. Tuy nhiên các anh em ít nhiều có thể là không lường trước được tính chất những cái mùi hương này, nó rất dễ cho các anh em một cái cảm giác sốc khi mà lần đầu tiên ngửi. Thì mình nghĩ rằng có thể trong cái video này mình sẽ giúp cho các anh em chuẩn bị một tâm hồn đẹp nếu như quyết định tiếp xúc một trong những cái nốt nguyên liệu mình sẽ list ra trong video tiếp theo. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ các anh em hãy ngồi, relax và let's go. Ok các anh em, nốt nguyên liệu đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây đó là patchouli, hay còn gọi là hoắc hương. Trong tứ đại thảo mộc thì gồm có hoắc hương, đàn hương, tuyết tùng và cỏ hương bài vetiver. Nếu như xếp theo từ thấp cho đến cao, từ đơn giản cho đến phức tạp về mix mùi hương thì có thể gọi rằng anh gỗ tuyết tùng giống như kiểu một anh giáo làng, hết sức đơn giản, hết sức là mộc mạc, hết sức là thuần mùi gỗ. Thì cái đỉnh cao nhất của sự phức tạp với cá nhân mình tự xếp hạng thì patchouli hoắc hương là tông mùi có thể gọi là rất rất là biến chuyển, rất là phức tạp. Đôi khi nó sẽ có cảm giác giống như một cái mùi hương của thảo mộc mà hay các anh em hay mường tượng ra, nó giống như kiểu mùi thuốc bắc. Mà đây có thể là Prada Amber Pure Homme đó, hoặc là Dior Eau Sauvage Eau de Parfum. Đấy là những cái tông mùi mà nó sử dụng nốt hoắc hương, mà khi mà chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy một cái nét gì thảo mộc mà các anh em hay ví von nó giống như kiểu mùi thuốc bắc. Hoặc khi mà nó mix cùng với các cái nốt mùi ngọt ví dụ như vani, caramel thì nốt hoắc hương nó làm lại rất là đẹp, nó giống như kiểu là kiềm chế lại cái ngọt lị của vani và nó tạo vào đấy một cái gì đấy nó bớt ngán hơn, ví dụ như là Thierry Mugler Angel, một mùi hương của caramel và hoắc hương. Nó thật là những ngày lạnh mà xịt những cái tông mùi caramel mix cùng với hoắc hương nó rất là phê, tuyệt vời. Hoặc ví dụ như là Tom Ford Noir de Noir, một combo hồng và patchouli rất là mạnh bạo, rất là gọi là cần phải một sự tự tin rất là lớn của người xịt nếu như chúng ta muốn sử dụng mùi hương của chai nước hoa này. Nói ở đây có thể thấy, có anh em có thể thấy rằng patchouli nó được biến ảo rất là nhiều, nó có rất 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 nhiều những khía cạnh của mùi hương, chứ không giống như anh giáo làng gỗ tuyết tùng đó, hoặc thậm chí cả vetiver và gỗ đàn hương, thì cái biến đổi mùi hương các cái nẻo đường mix mùi của nó, mình chắc chắn rằng với cá nhân mình ấy, mình chắc chắn rằng nó không thể nào nhiều như giống như là hoắc hương được. Thì khi với một nốt mùi mà có rất rất nhiều cách mix mùi khác nhau thì có nghĩa rằng các nhà nước hoa cũng rất là chuộng, bởi vì họ có thể làm ra rất rất nhiều những sản phẩm. Và khi mà có rất nhiều sản phẩm thì thượng vàng và hạ cám lẫn lộn đó. Do vậy các anh em nào khi mà muốn tìm hiểu về mùi hương của hoắc hương, chúng ta phải nên có một cái sự tìm hiểu. Nói chung mình nghĩ rằng so với tuyết tùng, so với đàn hương, so với vetiver, chúng ta sẽ cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn. Bởi vì nếu không, cái thứ nhất các anh em sẽ rất là dễ bị lựa phải một cái tông hoắc hương nó không được đúng như ý mình. Bởi vì nếu như các anh em đọc trên đấy thì có thể chúng ta sẽ mừng tượng rằng hoắc hương nó chỉ đơn thuần giống như mùi của đất, mùi của ẩm ẩm của đất, hoặc là giống như mùi thuốc bắc, nhưng đấy chỉ là một trong những khía cạnh của nó đó. Thì
Điều đó chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn, bỏ ra nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, để lựa chọn cho mình một tông hoác hương. Chứ không giống như kiểu là một phát, một đập ăn quan thì nghe có vẻ hơi khó. Nếu như chúng ta có ý định tiếp xúc với patchouli, thì nốt nguyên liệu đầu tiên mình muốn gạch đầu dòng với các anh em đó là hoác hương. Nốt nguyên liệu thứ hai đó là jasmine, hay còn gọi là hoa nhài. So sánh một chút với các cái nốt hương hoa mà chúng ta thường tiếp xúc, iris, một tông powdery, một tông phấn rất là thanh lịch, rất là lịch sự, rất là nam tính, nó thanh mạnh và vừa đủ. Hoa violet, một chút bột và rất là mềm mại. Hoặc là như hoa hồng thì chúng ta không cần phải bàn rồi, có quá nhiều những trái nước hoa về hoa hồng. Tuy nhiên về cơ bản thì hoa hồng nó luôn luôn là dịu dàng, nó vẫn giống như những hình ảnh về ngoài đời khi mà chúng ta biết về hoa hồng. Tuy nhiên ở hoa nhài hay còn gọi là jasmine thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Mình thì mình vẫn hay chém gió với các anh em cùng chơi cùng, thì mình vẫn nói rằng jasmine nó giống như một con dao hai lưỡi hoặc là như một con ngựa hoang, bởi vì nó rất dễ át chế, nó rất dễ làm phá những cái nốt mùi hương mà nó sẽ mix cùng. Ví dụ như các anh em ngửi Sacculutan Alanui thì các anh em sẽ hiểu rằng hoa nhài nó không bao giờ là dễ dàng đó, bởi vì với một cái tính chất mùi hương nó rất là mạnh. Khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó mạnh, ngái và hăng. Và nó giống như kiểu là khi mà chúng ta bước vào một cái khu vườn hoa mà nó có rất nhiều những cái bông hoa và chúng ta bị nhốt trong một không gian hẹp ấy, và chúng ta phải ngửi liên tục một cái rừng hoa như thế, và nó gây cho chúng ta một cảm giác đau đầu và cảm giác rất là căng cái mũi ra khi mà ngửi. Thì các anh em có thể hiểu rằng cái cảm giác khi mà ngửi jasmine nó cũng ở một dạng kiểu như thế, không hề là dễ dàng. Cho nên nếu như các anh em nào quyết định tìm hiểu về nốt hương hoa nhài này thì chúng ta cũng phải nên hết sức là cân nhắc. Ví dụ như Florentine Iris thì mình thấy rất nhiều các anh em khen, tuy nhiên cũng có rất nhiều các anh em chê mùi hương này, bởi vì khi mà ngửi thì họ cảm thấy mùi nó bị kiểu nó ngái và nó một kiểu dạng xà bông quá nặng ấy. Thì mình nghĩ rằng jasmine các anh em nên cân nhắc đó. Nốt hương thứ ba đó là hạnh nhân. Hạnh nhân trong mô tả trên Google thì nó được so sánh với mùi hương của chất độc cyanua, thì các anh em có thể hiểu được cái tính chất hung hãn, tính chất ngựa hoang của mùi hương này. Với những cái gì mình được trải nghiệm thì hạnh nhân khi mà ngửi chúng ta sẽ có hoặc là một chất metan giống như Pegasus. Metan ở đây có nghĩa là một cái gì đấy lạnh, sắc, và khi mà chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó hơi cảm giác hơi cảm rất là nói thế nào nhỉ, gây một cái gì đấy nó pam lên mũi của mình kiểu như thế, một chất sắc lạnh kiểu như vậy. Và cái thứ hai đó là Guerlain Lom Idea, một cái dòng cũng sử dụng nốt hương hạnh nhân nhưng ở đây nó mềm và ngậy đó. Thì hai chai nước hoa này nó là mình cho rằng là cái tiêu biểu của hạnh nhân. Thì các anh em nên cân nhắc, phải nên tìm hiểu, hoặc là chúng ta muốn tìm hiểu cái tông ngậy và mềm mại giống như kiểu của nhà Guerlain, hoặc là một tông có thể gọi là khá là metan. Mình tự gọi nhá, chứ không có một cái gì đấy là định nghĩa cả. Với mình thì Pegasus, tông hạnh nhân này nó giống như kiểu sắc lạnh, sắc và thanh. Thì khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy nó cũng khá là không phải là dễ chịu cho lần đầu. Đó, nó khác với Guerlain Lom Idea rất là nhiều. Thì hạnh nhân không bao giờ là một cái nốt dễ dàng khi mà chúng ta, đối với các nhà nước hoa khi mà mix mùi, bởi vì để làm sao mix cùng, nó blend một cách nhuần nhuyễn với các nốt hương. Mình thấy rằng cái cá nhân mình đã trải nghiệm ấy, thì mình thấy rằng cũng không phải là dễ dàng đối với các nhà nước hoa. Do vậy hạnh nhân cũng sẽ là một cái nốt hương mà các anh em nên lưu ý đó. Và cái nốt hương cuối cùng mà mình muốn list ra cho các anh em đây đó là nốt hương nước biển. Nhắc đến nốt hương nước biển thì chúng ta đều biết rằng nhà Bulgari làm rất là tốt về nốt hương này với cái line Bulgari Aqua Pure Home. Tuy nhiên thì như mình vẫn nói,
nếu như mà ai mà quá nhạy cảm thì khi mà chúng ta ngửi đôi nước biển, chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngái, tanh và gây một cái cảm giác nó nói chung là nó hơi khó chịu. Mặc dù là nhà Bulgari là một cái nhà có thể gọi là rất là thiện chiến về nốt hương này, tuy nhiên cũng không phải là nốt hương nào, không phải sản phẩm nào họ làm cũng rất là đẹp, cũng rất là tốt, mà nó cũng tùy. Hoặc là như cái Light Blue của nhà Dolce & Gabbana thì All Intense cũng là một ví dụ. Mặc dù đấy là một chai nước hoa mà đã có thể gọi là fix, đã có thể giảm thiểu rất là nhiều, hạn chế rất là nhiều cái tính chất hung bạo của nốt hương nước biển, tuy nhiên cũng vẫn có những cái lời oán thán về cái việc một khi mà các anh em ngửi chúng ta cảm thấy nó hơi tanh tanh, hơi gây khó chịu, thì đấy cũng là một cái mà các anh em cũng phải hết sức là cân nhắc liệu rằng các anh em có hợp được với nốt hương nước biển hay không. Đó, thì đấy là bốn nốt hương mà mình nghĩ rằng mình muốn cạch đầu dòng cho các anh em, để mà chúng ta nếu mà có ý định tìm hiểu thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn. Tại làm sao mình không list ra trầm nhang hoặc là Latin Nương, bởi vì thật ra cái bộ trầm nhang đấy nó là cái style mùi của văn hóa Trung Đông rồi, chứ nó không phải là riêng biệt nữa. Thì mình nghĩ rằng nếu mà để nói thì có mà ố giờ ơi, có cả ngày cũng không hết. Thì khi mà chúng ta đã xác định văn hóa nước hoa Trung Đông thì họ rất là chuộng những cái tông mùi đậm, đấy là cái văn hóa của họ, chứ không phải là liên quan gì đến nốt mùi. Thì đấy có thể là một cái giải thích cho các anh em nào nếu như thắc mắc là tại sao mình không list ra những cái nốt trầm nhang, mặc dù đấy cũng là rất là dữ dội đó. Thì vừa xong, đấy là những cái gì mình muốn chia sẻ, những cái nốt hương mà mình nghĩ rằng các anh em cũng nên cân nhắc khi mà có ý định sở hữu một chai nước hoa nào có sử dụng nốt hương đấy. Nếu như có nốt hương nào thêm thì các anh em hãy comment để mà chúng ta cùng trao đổi. Còn bây giờ, rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share. Và bây giờ anh em mình, bye bye.